Hello mọi người, đã lâu rồi Chloe không làm weekly vlog và phải công nhận là sau thời gian cách ly tại nhà xong thì việc này trở nên hơi lạ lẫm một xíu vì mình bị mất thói quen cầm máy theo đi lung tung như thế này. Thế nên là vlog này cũng rất là chill thôi, vì hè cũng mới bắt đầu mà, cho nên Chloe đang trong tâm trạng vừa làm vừa chơi. Mọi người cùng xem tuần vừa rồi Chloe có gì vui nhé. Hôm nay thứ hai đầu tuần nhưng mà anh Jim chọc Chloe giận, thế là sau đó anh Jim rủ Chloe đi happy hour. Anh Jim chọc Chloe giận đấy hả? Anh Jim về mà. Anh rủ em đi trước khi em. Anh Jim rủ trước khi mà Chloe giận. Anh Jim về quá trời. Anyway, cheers. Mở đầu vlog còn vô liền. Hôm nay bây giờ đã là 6 giờ mấy rồi á, nhưng mà ở ngoài sáng chừng summer is really here. Very nice. Good morning. Hôm nay là một ngày ở ngoài trời đang rất là âm u. Trộm vía là nhận là da Chloe đang khá là ổn, mặc dù là nó vẫn còn những cái vết hơi đỏ đỏ thế này, và Chloe đang sợ là cái này nó sẽ thành mụn to đây nè. Nhưng mà ngày hôm nay thì Chloe có plan là mình sẽ đi đi họp một cái meeting. Chloe có hẹn với lại Reloved. Thì Reloved chính là một cái platform để bán lại đồ cũ kiểu second hand, và cũng có một số món đồ vintage. Từ trước đến giờ Chloe mua đồ thì Chloe gần như không bao giờ nghĩ đến chuyện là mình sẽ bán lại những món đồ đó cả. Tuy nhiên là sau một thời gian dùng á, và sau một thời gian mua nhiều đồ hơn nữa, thì Chloe cảm thấy là mình đã có những món đồ mình đã không dùng tới cả nửa năm hoặc một năm hoặc là hơn nữa rồi. Thì Chloe thấy là nếu mà cứ giữ lại mà không dùng á, thì nó rất là phí và nó không có thông minh về cái mặt tài chính. Chloe rất thích cái cách Reloved làm là những cái hình ảnh rất là chân thực. Nó không có bị chụp lên nhìn nó rất là đẹp như ở ngoài, thì condition nó không được đẹp như vậy nữa. Cho nên là khi nào mà cái collection của Chloe được bán trên Reloved thì Chloe sẽ thông báo sau. Còn ngày hôm nay thì bây giờ Chloe sẽ bắt đầu skincare trước. Chloe mới nhận được cái set quà này từ Hada Labo. So cute. Đây là một cái giỏ mà Chloe nghĩ là sau khi mà Chloe mở unbox sản phẩm ở trong á, thì chắc chắn là Chloe sẽ đem đi du lịch. Và Chloe biết được là trong này á, thì Hada Labo gửi cho tụi mình một cái gift set. Và trong này có cái dòng mới cải tiến, dòng Perfect White, là cái dòng dưỡng trắng của Hada Labo. Đầu tiên chúng mình có gì đây? Chúng mình có Arbutin Milk. Và đây chính là cái bao bì mới, chính là có cái hình giọt nước ở đây nè mọi người. Chloe thấy bao bì mới xịn hơn, kể cả là cái chất liệu của cái hộp này nữa. Đây là sản phẩm lotion, là sản phẩm must have của Hada Labo. Tiếp theo mình có cleanser, sữa rửa mặt. Đây là đây chính là essence. Hình như Chloe chưa dùng essence của dòng này. Đây là Arbutin Essence luôn. Và cuối cùng thì mình có cream. Chloe không nhớ được là cái packaging cũ á, thì cái phần cái lớp sticker dán cái tag tên này nè, nó có nhìn nó có xịn như vậy không, và sờ nó có kiểu mờ mờ. Với lotion của Hada Labo thì trước giờ Chloe thích nhỏ vào tay và Chloe áp lên mặt, bởi vì đây cũng là một cái cách dùng lotion rất là nhật. Theo như Chloe biết là cái dòng mới này của Hada Labo khác với dòng cũ, khác với dòng Perfect White cũ. Bên cạnh dưỡng trắng và dưỡng ẩm thì dòng này còn giúp cho da mình đều màu hơn nữa. Ok, rất là fresh và thấm vào hết luôn rồi. Tiếp theo thì Chloe sẽ thử dùng cái essence, cái tinh chất này. Thì đây là Anti-Melanin Radiant White Rich Moisture. Cái tinh chất này mọi người thấy không? Nó khá là đặc. Và bởi vì nó đặc như vậy cho nên là Chloe thấy là nó sẽ giúp mình dưỡng ẩm được nữa, chứ không chỉ là một cái tinh chất giúp làm sáng thôi. Để Chloe xem thành phần của cái dòng này nó khác gì so với dòng cũ. Chloe thấy là nó có Arbutin, thì Arbutin luôn có trong thành phần của dòng Perfect White này rồi ha. Bên cạnh đó thì có vitamin C và vitamin E. Về dưỡng ẩm thì dòng này cũng có HA và Nano HA. Chloe thấy là chỉ có thiếu mỗi một cái Super HA, thì chắc là trong dòng, những cái dòng chuyên về dưỡng ẩm hơn của Hada Labo sẽ có. Cái tinh chất này thấm cũng khá rất là nhanh, nhưng mà Chloe nghĩ là vẫn cần thêm kem dưỡng rồi. Nhìn cái này quen thuộc quá. Về cấp ẩm thì Chloe không có lo gì luôn, tại vì Hada Labo là một brand mà Chloe thấy là sẽ đáp ứng được rất là tốt những cái nhu cầu cơ bản. Nếu mọi người thắc mắc là Arbutin chiết xuất từ gì, thì nó chiết xuất từ lá bearberry. Và dòng này bên cạnh những cái HA thì Chloe thấy là còn có hạt ý dĩ nữa. Và hạt ý dĩ thì cũng sẽ giúp da mình nó được mềm mịn, nó được cung cấp độ ẩm thêm. Nó sẽ support cho HA nó thúc đẩy sâu hơn. Và đây chính là texture của cái kem. Không biết mọi người lúc mà mới mở một hũ kem ra, mọi người có lấy kem từ nắp không? Chloe hay lấy kem từ nắp lắm. Tại vì Chloe nghĩ là nếu mà bỏ đi sẽ rất là phí. Kết luận của Chloe là hai sản phẩm mà Chloe thấy là các bạn sẽ dễ dùng nhất và nên có nếu mà đang muốn mua một cái bộ skincare basic á, thì mình chắc chắn sẽ cần lotion và cũng như là cần một hũ cream.
thì Chloe thấy cả hai sản phẩm này rất là ok. Nhưng mà với Chloe, bởi vì mình đã skincare kiểu advanced, kiểu nâng cao hơn một xíu rồi á, thì Chloe lại excited hơn với cái sản phẩm này. Đây là cái essence, cho nên là bạn nào mà cũng đã dùng qua dòng Perfect White rồi cũng thích Hada Labo thì Chloe nghĩ là mình có thể thử cái này nha. Tại Chloe thấy là nó dưỡng ẩm cũng khá là tốt. Bây giờ thì Chloe sẽ đi thay đồ và mình sẽ đi ra Godmother chung với nhau, để Chloe có hẹn với Reloved và Chloe cũng có hẹn với La nữa. Chúng ta mình sẽ gặp La. Angle này mặt buồn cười cái lúc. Bi thì Chloe và La đang ở con Mother. Hello. Chloe mà không rủ La đi cà phê mọi người là La không bao giờ ra khỏi nhà đâu. Đúng rồi, đi đâu mà đi. I love this. Đây là bánh Old Grey Chiffon ở con Mother. The best. La hôm nay uống gì? Hôm nay là uống một cái này gọi là kombucha hả? Kombucha. Đào hả? Đào. Không. Ngọt, dễ thương. Bình thường thì Chloe hay uống cái vải. Quá ngọt. Vải vậy nó hơi ngọt. Nhưng mà vẫn thích kombucha có mời rồi nhá. Mọi người tới chơi nha. Mọi người tới chơi nha. Giờ này mình đặt được tóc dài nữa mọi người. Cái này đâu nghiêng một bên nhé, các bạn thấy cái cột tóc rồi. Không thể hiểu được luôn á. Hello. Hôm nay là lần thứ 3 Chloe chuẩn bị quay video túi đầu tiên của mình. Kiểu như là giờ này Chloe quay video á, Chloe cảm giác là mình phải nhiều khi cũng để trước hay gì á. Tại vì video dạo này mình đây ngày nào, lúc nào quay cũng có vấn đề hết. Nhất là với cái thời tiết hiện giờ. Vì trong lúc Huy đang quay một vài shot cận cảnh các chiếc túi thì Chloe sẽ ngồi viết script cho xong. Cái vấn đề đây là Chloe biết là mình sẽ nói gì về những chiếc túi này rồi. Đây đều là những chiếc túi mà Chloe dùng hàng ngày, Chloe dùng rất nhiều, dùng từ năm này qua năm khác. Tuy nhiên là bởi vì Chloe có quá nhiều thứ muốn nói, cho nên là kể cả những cái video như thế này á, thì Chloe vẫn phải viết gạch đầu dòng những cái ý mà mình sẽ nhắc tới, để make sure là những cái ý quan trọng sẽ được nhắc đến và mình không có quá lan man, nó quá nhiều. Đó nên đó là một tip cho những bạn nào mà quay video review một cái gì đó, Chloe nghĩ là cho dù bạn đã có quen với sản phẩm đó rất nhiều rồi nhưng mà mình vẫn nên gạch đầu dòng xuống, thì cái lúc mình quay nó sẽ nhanh hơn, efficient hơn, và mình sẽ không lo là không biết mình đã nói những cái cần thiết nhất, cần được nhắc đến nhất chưa. Một cái nữa là hôm nay Chloe bị bệnh á. Chloe nghĩ là chắc là do dạo này thời tiết thay đổi nhiều, mưa bất thình lình. Chloe là người 11 năm, mình sẽ bị bệnh khoảng từ 1 đến 2 lần. Thì đầu năm đến giờ trộm vía là chưa bị bệnh lần nào hết. Hôm nay là hôm đầu tiên dậy mà cảm thấy là cổ họng nó bị đau, và bắt đầu người nó đừ đừ, nó gai gai. Thế là Chloe đang sợ bị bệnh. Cho nên là chỉ mong quay được video này cho xong, để mình lỡ mai có ngã bệnh ra thì cũng có video để post. Đây chính là behind the scene của lòng Chloe quay video. Thì Chloe ngồi bắt chéo chân á, thì lũi sẽ tự động tới ngay chỗ chân Chloe ngồi đó để Chloe gãi cho nó bằng chân. Cái mặt kìa, cái mặt đáng ghét. Đi tìm, đi tìm. Ôi trời, ghét nịnh lắm. Ôi trời ơi. Mình thấy năng ngoái mà. Chloe đến rất trễ bởi vì trước đó Chloe đi khám bệnh, như là Chloe có công việc bên nhà anh Jim, thì Chloe cũng đã đến cửa hàng mới của Uniqlo ở Landmark 81. Và đây là Huy. Hi. Trời ơi, vừa mất khẩu trang mà tiểu vậy. Thấy người chị mất mấy phớt ra Huy, không chuyên ra liền. Đây chính là collection mới, khu vực collection mới của những thiết kế Hana Tachima kết hợp với Uniqlo. Và Chloe nhìn sơ qua thì thấy cái màu sắc cực kỳ summer, rất là dễ thương. Không phải là style của Chloe cho lắm, nhưng mà đây chính là những thiết kế rất là Uniqlo, rất là thoải mái, là mọi người nhìn kiểu dáng này ai cũng mặc cũng được á. Rất là chill, màu sắc thì rất là hợp mùa hè. Chloe đúng định 1.2 nhưng mà cảm thấy là nó hơi rộng hơn mình. Bạn em có XS. Em nghĩ là white. Dễ mặc hơn đúng không? Đúng, cái nó nhưng mà tại vì em nghĩ là chị Chloe sẽ mua mặc cái này sẽ được mặc nhiều hơn, với lại nó sẽ sử dụng được trong nhiều tình huống hơn, I think.
mình đi cắt tóc ngày hôm qua mà bây giờ trời ơi nó nhỏ xíu. Vừa rồi cả tháng tóc lâu rất là dài á, cho nên là bây giờ lông nó nhỏ xíu thì nó nhỏ xíu. Sao vậy? Sao có khó khe vậy? Sao mà khó khe? Ủa, đừng có khó khe nữa. Hello. Hello bạn ơi. Đứa nào mới đi cắt lông ngày hôm qua xinh quá. Có người buồn cười á. Có người thấy nó đi spa và xong nhìn nó như bức tượng. Are you even real? Một chút OOTD. Đây là đầm mới của Shibeshi. Kiểu như là đồng của Shibashi ấy mọi người. Nhìn rất là đơn giản nhưng mà mặc vào dáng rất là đẹp. Còn đây là everyday bag thôi, một bên là túi đẹp, một bên là tote bag. Ok, hiểu rồi. Và hôm nay thì đến lượt Chloe để cắt tóc. Chloe đã cắt tóc ngắn hẳn đi được 2 tuần rồi. Và với độ dài tóc thế này thì Chloe sẽ không muốn bị lỡ cỡ, cho nên mình sẽ phải chăm đi tỉa tóc một chút. Tính ra là cũng không khác gì thời để mái cả, vì cứ 2 tuần một lần là phải cắt thôi. À, hôm nay thì Chloe còn giữ anh Jim cắt tóc chung với Chloe tại hair bar nữa đó. Để xem lát có xinh không nha. We got new hair. Oh hello. Để kết thúc vlog này thì Chloe sẽ bật mí vlog tiếp theo của mình sẽ là ở Quy Nhơn. Đây sẽ không phải là travel vlog xịn vì Chloe cũng chỉ quay lại những khoảnh khắc trong chuyến đi chơi cùng anh chị thôi. Nhưng hứa hẹn là sẽ có rất nhiều giây phút thư giãn cho mọi người. Hẹn gặp cả nhà video sau nha. Stay gorgeous.